Hòa chung không khí tưng bừng của lễ tự trường năm học 2016-2017, hơn 2.000 thầy trò trường tiểu học Dịch Vọng B cũng đã long trọng tổ chức lễ khai giảng chào mừng năm học mới. Tham dự lễ tự trường có sự góp mặt của bà Hoàng Hà, Bí thư Đảng ủy quận Cầu Giấy, đại diện các bậc phụ huynh học sinh, đông đủ các thầy cô giáo và các em học sinh. Được thành lập từ những năm 70, đến nay trường tiểu học Dịch Vọng B đã có bề dày hơn 40 năm truyền thống dạy và học. Đội ngũ cán bộ giáo viên không ngừng được nâng cao chuyên môn, hệ thống cơ sở vật chất không ngừng được cải thiện. Xin chúc những vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc, thành đạt. Xin gửi tới đồng chí cán bộ, giáo viên nhà trường lời chúc sức khỏe, thành công. Chúc các em học sinh bước vào năm học mới vui khỏe, đạt được nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện. Tôi xin trân trọng tuyên bố khai giảng năm học 2016-2017. Xin trân trọng cảm ơn. Để chuẩn bị cho năm học mới đạt được hiệu quả cao, nhà trường đã trang bị hệ thống cơ sở hạ tầng đầy đủ, hiện đại, tạo môi trường tốt nhất để các em học sinh học tập và rèn luyện.